Trong video này, cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập và thực hiện bài kiểm tra cuối học kỳ 2 môn giáo dục địa phương 6. Thời gian kiểm tra của môn giáo dục địa phương 6 sẽ là 45 phút. Các em sẽ kiểm tra tại lớp trong tiết giáo dục địa phương 6 tuần 13, cụ thể là vào ngày thứ Tư hoặc thứ Năm, ngày 27-28 tháng 4. Hình thức kiểm tra sẽ là 40 câu trắc nghiệm. Nội dung kiểm tra học kỳ 2 môn giáo dục địa phương 6 sẽ gồm những nội dung ở 4 chủ đề sau đây. Chủ đề thứ nhất, vị trí địa lý và đặc điểm lãnh thổ của thành phố Hồ Chí Minh. Chủ đề thứ hai, điều kiện tự nhiên đặc trưng của thành phố Hồ Chí Minh. Chủ đề thứ ba, lễ hội văn hóa ở thành phố Hồ Chí Minh. Và chủ đề 4, phong tục tập quán ở thành phố Hồ Chí Minh. Cô đã soạn đề cương ôn tập môn giáo dục địa phương 6 cho các em, gồm có 50 câu hỏi. Và cô đã photo cũng như là gửi vào group lớp cho các em. Các em hãy về nhà ôn tập thật kỹ 50 câu này. Thì ở những câu này, đáp án là những câu đã được in đậm. Các em hãy cố gắng ôn tập để làm bài cho thật tốt nhé. Năm mươi câu hỏi này là những kiến thức cơ bản, trọng tâm mà các em cần nắm ở môn giáo dục địa phương 6 này, cũng như là những kiến thức các em cần biết về thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, những câu này cũng rất là đơn giản, dễ nhớ và dễ học, phải không các em? Các em hãy cố gắng ôn tập thật tốt nhé. Đến tiết kiểm tra, cô sẽ phát đề cho các em. Thì khi các em nhận đề kiểm tra, đầu tiên các em ghi cho cô họ tên của các em và đặc biệt là lớp, các em ghi thật rõ cho cô. Do các em thi tại lớp nên cái phần số báo danh này các em sẽ ghi là số thứ tự ở trong lớp của các em. Còn phòng các em có thể không cần phải ghi. Đặc biệt các em lưu ý giùm cô ở điểm sau đây. Các em nhìn xuống dưới cái phần dưới cái khung điểm lời phê nhé. Thì cô đã ghi rất rõ, học sinh ghi đáp án đúng vào ô đáp án ở bảng dưới đây. Thì trong bảng này có từ câu 1 đến câu 40 và cô có chừa cái ô để các em đi đáp án. Thì các em sẽ đọc những câu hỏi ở dưới và các em sẽ ghi đáp án đúng vào trong bảng này. Chẳng hạn nếu như câu 1 đáp án đúng là câu A thì ở cái vị trí câu 1 này phần đáp án em sẽ ghi là A cho cô. Và tương tự những câu khác cũng vậy. Cô sẽ căn cứ vào bảng này để chấm bài cho các em. Do đó ở cái phần bảng này các em cần phải ghi đầy đủ 40 đáp án của 40 câu hỏi. Các em hãy giữ gìn sức khỏe và có kế hoạch ôn tập nghỉ ngơi hợp lý. Cô chúc các em đạt kết quả tốt trong kỳ kiểm tra học kỳ 2 sắp tới ở tất cả các môn.